Mỹ âm mưu giết sạch lính Ukraina, công khai đô hộ Kyiv Nga kiểm soát thêm làng ở Donetsk, nghiền nát đội hình của Ukraina Nga tiến đều ở Ukraina, Kyiv tính mở đợt phản công lớn vào năm 2025 Bà Harris nêu điều kiện sẽ không gặp ông Putin nếu không có lãnh đạo Ukraina tham gia Hezbollah tiếp tục não tên lửa với Israel, khẳng định năng lực chiến đấu vẫn toàn vẹn. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Xoay quanh tình hình căng thẳng tại Ukraine, chỉ huy tiểu đoàn trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine Denis Zaroslavsky trong cuộc trò chuyện với nhà khoa học chính trị Ruslan Botnik đã lưu ý rằng quân đội ukraine không có nguồn lực vô hạn ông nhấn mạnh nếu không có gì thay đổi thì chúng ta hiểu lực lượng nguồn lực của mình đang được sử dụng như thế nào cuối cùng dù sao thì ukraine cũng sẽ cạn kiệt khả năng của mình zaroslavsky nói thêm rằng những người lính ở tiền tuyến nắm rất rõ tình hình thực tế chỉ huy tiểu đoàn trinh sát của lực lượng vũ trang ukraine còn tiết lộ một sự thật người mỹ biết rằng ukraine không đủ nhân lực để chiến đấu lâu dài nhưng họ không quan tâm đến vấn đề đó bởi mục đích cuối cùng của mỹ là mượn tay nga tiêu diệt đến người lính ukraine cuối cùng sau khi quân đội nga bị thanh toán sạch sẽ mỹ sẽ đường đường chính chính đô hộ kiev bằng chiêu bài quen thuộc đem quân tiến vào kiev với vỏ bọc giúp đỡ ukraine tự vệ vì ukraine đã không còn quân đội người mỹ sẽ lấy cớ bảo vệ một ukraine tan vỡ trước nga để tiến vào kiev nhưng thực ra thứ mà washington muốn là đô hộ kiev bằng cách làm này mỹ vừa có thể đổ tội cho nga vừa có thể trở thành người hùng trong thế giới phương tây của họ. Thực tế, nga không phải là bên muốn tận diệt quân đội kiev mà chính mỹ mới là kẻ muốn tiêu diệt tới người ukraine cuối cùng. Trước đó, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine, alexander syrsky khi ở tiền tuyến đã tuyên bố rằng về vũ khí và quân số, quân đội nga vượt trội hơn quân đội ukraine. điều này đặc biệt đáng chú ý ở hướng krasnoyarsk, nơi mà theo các ấn phẩm địa phương, lực lượng vũ trang ukraine đang cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng đội hình mới và thiếu kinh nghiệm. Với đội hình như vậy, kịch bản quân đội Ukraine bị tận diệt là điều không quá xa vời. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nhóm tác chiến Vostok của nước này vừa giành quyền kiểm soát làng Zolotaya Niva ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Vostok đã tấn công vào đội hình của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 và số 72 cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 117 và số 128 của các lực lượng vũ trang Ukraine ở gần các khu định cư Dobrovolie, Velikaya Novosenka, Novopol và Zelenoye Pole tại Donetsk. Quân Nga cũng đẩy lùi cuộc tấn công của một số nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 72 Ukraine. Theo nhà chức trách Nga, quân Kiev đã mất 115 binh sĩ, một xe thiết giáp, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất 7 xe ô tô và một khẩu pháo tự hành xe xa do Pháp chế tạo trong giao tranh với nhóm tác chiến Vostok. Trong một ngày qua, nhóm chiến đấu Yuk của Moscow cũng loại bỏ tới 855 quân đối phương. Quân đội Nga thống kê 495 lính Ukraine đã thiệt mạng và một xe tăng của Kiev bị phá hủy trong các cuộc đụng độ với nhóm tác chiến The Center của Moscow. Nhóm tác chiến này cũng đẩy lùi 9 cuộc phản kích của binh lính Kiev, trong khi nhóm tác chiến Zapad ngăn chặn thành công hai nỗ lực phản kích và loại bỏ hơn 425 quân Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể ở hai khu vực tiền tuyến phía đông và phía nam Ukraine. Trong khi đó, Ukraine được cho là sẽ mở đợt phản công lớn vào năm tới. ISVK trích dẫn các nguồn tin chiến trường từ Ukraine và Nga cho biết quân đội Moscow đã chiếm được một nửa Maximilianivka sau khi tiến vào khu vực trung tâm của ngôi làng, cách thành phố Donetsk 40 km về phía Tây. Các lực lượng Nga cũng giành quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía Tây của Hostre và áp sát tuyến đường sắt Ochipske. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm kiểm soát khu dân cư Grodovka ở tỉnh Donetsk gây thiệt hại về sinh lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại nhiều nơi, trong đó có khu vực gần Toretsk. Tại tỉnh Zaporizhia, tần suất đụng độ quân sự giữa Nga và Ukraine gần Kamiansk cũng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau một khoảng thời gian dài tạm dừng từ cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine. Trong bối cảnh Nga đang chiếm lại nhiều lợi thế trên chiến trường, tờ The Sunday Times của Anh đưa tin quân đội Ukraine có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn vào năm 2025. Các đồng minh phương Tây cũng đang đẩy mạnh việc chuyển giao vũ khí cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu trong tuyên bố nóng mới đây cho biết Ukraine sẽ nhận được những tiêm kích Mirage 2000 đầu tiên từ Paris vào đầu năm 2025. Dự kiến, những máy bay Mirage 2000 từ Pháp sẽ được trang bị vũ khí không đối đất hiện đại. Điều này sẽ mở rộng đáng kể khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc đối đầu với quân đội Nga. Việc chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 sẽ là một bước đi quan trọng trong việc hỗ trợ quân sự của Pháp dành cho Ukraine. Các loại vũ khí bổ sung cũng sẽ được cung cấp cùng với máy bay Mirage 2000 cho phép tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất mà theo các chuyên gia Nga có thể tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng. Thời gian qua, truyền thông Nga liên tục đưa tin về việc Pháp sẽ sửa đổi những chiếc tiêm kích Mirac 2000 để tăng cường khả năng đánh đất, sau đó sẽ chuyển giao cho Kiev. Tuy nhiên, đến nay, chưa có thông tin xác nhận chính thức từ phía Ukraine lẫn Pháp. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài chưa có hồi kết, ông James nixey, chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Nga, tại viện nghiên cứu chatham house london anh nhận định phương tây đang ở trong một tình thế khó xử họ không muốn ukraine thất bại nhưng cũng chưa chuẩn bị đầy đủ để kiev có thể giành chiến thắng dứt điểm theo ông nixay các quốc gia phương tây đang có một thái độ nửa vời trong việc hỗ trợ ukraine và điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong dài hạn ông nixay cho rằng phương tây cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính cho ukraine nhưng các biện pháp này mang tính nhỏ giọt và thiếu quyết đoán Vị chuyên gia lấy ví dụ về việc Mỹ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Mặc dù động thái này được đánh giá cao, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về việc sử dụng chúng, đặc biệt là khi Nga đã thiết lập các căn cứ không quân gần biên giới Ukraine. Phương Tây cũng lo ngại về những hậu quả nếu Nga thất bại. Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại rằng một nước Nga suy yếu sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn, kiểm soát vũ khí hạt nhân lòng lèo. Đây là những viễn cảnh mà phương Tây không sẵn sàng đối mặt, dẫn đến sự thận trọng trong các động thái chống Nga. Ông Nixey cũng lưu ý rằng phương Tây muốn duy trì trật tự thế giới hiện tại nhưng lại không có đủ ý chí để đối đầu trực diện với Nga và kết thúc cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine. Điều này theo ông là hệ quả của việc phương Tây không muốn đối mặt với những thay đổi lớn trong cán cân quyền lực quốc tế. Ông Nixey cảnh báo rằng Ukraine đang phải đối mặt với một tương lai bất định khi họ không nhận được sự hỗ trợ quyết liệt từ phương Tây để có thể giành chiến thắng. Cuộc chiến có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa nếu không có những thay đổi mang tính chiến lược từ phía các nước phương Tây. Theo chuyên gia nghiên cứu chính trị Luke Coffey từ Viện Hudson, tương lai của Ukraine vẫn ảm đạm dù Nhà Trắng có đổi chủ vào tháng 11 tới, trong khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng viện trợ cho Kiev nếu tái đắc cử. Phó Tổng thống Kamala Harris có khả năng sẽ trì hoãn quá trình này do lo ngại leo thang xung đột. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nhưng vẫn chưa đưa ra kế hoạch chi tiết về cách thức đạt được điều này. Chuyên gia Kofi cho rằng nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, kịch bản tệ nhất đối với Ukraine sẽ là mất đi nguồn viện trợ quân sự và kinh tế từ Mỹ, cũng như buộc phải miễn cưỡng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn. Ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có xu hướng theo đuổi chính sách đối ngoại hiện nay của chính quyền đương nhiệm. Dù bà Harris cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine nếu đắc cử, việc viện trợ vũ khí một cách nhỏ giọt và liên tục bị trì hoãn cũng là một điểm đáng lo ngại đối với Kiev. Ngoài ra, với việc Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện, các gói viện trợ dành cho Ukraine nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp khó khăn và có thể bị đóng băng trong nhiều tháng, như trường hợp của dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ hồi đầu năm. Chuyên gia Coffee cũng lưu ý rằng, chương trình nghị sự năm 2024 của Đảng Cộng hòa không hề đề cập đến Ukraine, trong khi Đảng Dân chủ chỉ dành một đoạn ngắn trong chương trình nghị sự của mình để nhắc đến vấn đề này. Điều này cho thấy vấn đề Ukraine không phải là ưu tiên hàng đầu và lưỡng đảng Mỹ không muốn tiếp tục bị cuốn vào bất kỳ cuộc xung đột bên ngoài biên giới nào. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào tối 7 tháng 10 theo giờ Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà sẽ không gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu không có lãnh đạo Ukraine tham gia vào các cuộc thảo luận. Bà Harris nhấn mạnh sẽ không có thành công nào trong việc chấm dứt xung đột nếu không có Ukraine và không dựa trên hiến trương Liên Hợp Quốc. Ukraine phải có tiếng nói về tương lai của chính nước này. Cuộc xung đột Ukraine chỉ là một trong nhiều chủ đề được nêu ra khi bà Harris tham gia vào cuộc phỏng vấn của CBS News. Bà cũng đề cập đến đối thủ của mình trong cuộc bầu cử tổng thống là ông Donald Trump, người không xuất hiện trong chương trình mặc dù đã được trao cho cơ hội này. Cập nhật diễn biến mới nhất của cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, tờ Wall Street Journal nhận định phó tổng thống mỹ kamala harris đang thực hiện một sự chuyển hướng quan trọng trong cách tiếp cận chính sách kinh tế của mình từ đó tạo ra khác biệt so với truyền thống của đảng dân chủ trong khi chương trình nghị sự của tổng thống joe biden tập trung vào tạo việc làm bà harris lại tập trung vào kiểm soát lạm phát nếu ông biden ưu tiên người lao động bà harris lại đặt trọng tâm vào người tiêu dùng thách thức đối với phó tổng thống còn rất lớn vì các cuộc thăm dò cho thấy bà harris vẫn đang được đánh giá thấp hơn cựu tổng thống donald trump trong các vấn đề kinh tế và đây là lĩnh vực mà bà cần đẩy mạnh để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Mặc dù ưu tiên của bà Harris phần nào vẫn nằm trong truyền thống của Đảng Dân chủ, nhưng cũng có một số khác biệt so với các cựu tổng thống Bill Clinton và Barack Obama. Giống như ông Biden, bà Harris thận trọng hơn về thương mại so với thời của tổng thống Clinton và Obama, đồng thời ít tin tưởng hơn vào sức mạnh của thị trường để mang lại lợi ích rộng rãi cho người Mỹ. Bà cũng dự định duy trì các khoản đầu tư chính phủ của ông Biden để tạo ra việc làm tại doanh nghiệp, nhiều kế hoạch của bà Harris là sự mở rộng của các chính sách của ông Biden, cũng vì bà đã tham gia vào cuộc đua muộn sau khi ông Biden rút lui vào tháng 7, khiến bà có ít thời gian phát triển chính sách kinh tế của riêng mình và thuyết phục cử tri. Tuy nhiên, nền tảng chính sách kinh tế mà Phó Tổng thống Harris tập trung vào là giải tỏa các lo lắng của cử tri về lạm phát, giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, giảm giá thực phẩm, nhà ở và thuốc chữa bệnh, cũng như chi phí thành lập doanh nghiệp bà harris cũng tiếp cận thận trọng hơn trong vấn đề thương mại đặc biệt là với trung quốc bà harris được dự đoán sẽ tiếp tục cách tiếp cận của ông biden trong thương mại với trung quốc và tiếp tục ủng hộ những ngành công nghiệp đang được đảng dân chủ coi là quan trọng như công nghệ sinh học và chất bán dẫn một phần mục tiêu là tạo ra giá trị gia tăng cao hơn nhưng mặt khác cũng để kiềm chế sự phát triển về công nghệ của trung quốc Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, ngày 8 tháng 10, quân đội Israel thông báo triển khai tăng cường thêm hàng nghìn binh sĩ đến quốc gia láng giềng để đẩy nhanh mục tiêu xóa sổ mối đe dọa từ phong trào Hezbollah ở khu vực biên giới. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF, sư đoàn quân dự bị số 146 được triển khai đến Nam Liban đêm 7 tháng 10. Đây là sư đoàn tác chiến thứ tư được triển khai đến Nam Liban để tham gia vào chiến dịch tấn công bộ binh vào quốc gia láng giềng từ đêm 30 tháng 9. IDF cho biết quân số của sư đoàn vừa được tăng cường vào khoảng vài nghìn binh sĩ, nâng tổng số nhân lực đang được triển khai tại chiến trường Nam Liban lên khoảng 15.000 người. IDF tuyên bố chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Liban là hạn chế, khoanh vùng và có mục tiêu rõ ràng. Theo đó, chiến dịch có thể chỉ kéo dài trong vài tuần, mục tiêu là xóa sổ các cơ sở của Hezbollah tại khu vực gần biên giới. Tuy nhiên, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế lo ngại Israel có thể xa lầy trong cuộc chiến và Liban có nguy cơ biến thành một giải Gaza thứ hai. Ngày 8 tháng 10, lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào lãnh thổ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận Hezbollah đã phóng khoảng 85 quả tên lửa tấn công khu vực thành phố cảng Haifa ở phía bắc Israel. Đây là cuộc tập kích tên lửa dữ dội nhất của nhóm vũ trang Liban vào phía bắc Israel trong nhiều ngày qua. Nhiều quả tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn, số còn lại chủ yếu rơi vào các vùng đất trống và không gây ra thương vong. Trước cuộc tập kích vào Haifa, Hezbollah bắn khoảng 25 quả tên lửa tấn công khu vực Tiberias ở phía bắc Israel. Cuộc tấn công cũng không gây thương vong do phần lớn số tên lửa rơi vào khu vực chống trải, một số bị lưới phòng không Israel bắn hạ. Cùng ngày 8 tháng 10, phát biểu trên truyền hình, Phó Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qasem tuyên bố năng lực chiến đấu của lực lượng này vẫn toàn vẹn bất chấp những đòn tấn công như vũ bão của Israel trong những tuần gần đây. Đồng thời, đại diện của Hezbollah khẳng định đội ngũ lãnh đạo cấp cao của nhóm vẫn đang chỉ đạo cuộc chiến chống lại Israel và các chỉ huy bị Israel sát hại đã được thay thế bằng những người mới. Hiện tại, tất cả các vị trí của Hezbollah đã được lấp đầy và lực lượng này sẽ chỉ định một lãnh đạo mới thay thế thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 27 tháng 9. Ngoài ra, ông Qasem cũng cho biết Hezbollah ủng hộ những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Liên bang Nabi Berri nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về bất kỳ điều kiện nào nhóm này yêu cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Galan, trong một tuyên bố nóng đưa ra ngày 8 tháng 10 cho biết dường như ông Hassem Safieddin, người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, đã bị tiêu diệt. Phát biểu với các sĩ quan tại Sở Chỉ huy miền Bắc của quân đội Israel, ông Galan nhấn mạnh Hezbollah hiện là một tổ chức không có người lãnh đạo, ông Nasrallah đã bị tiêu diệt và có lẽ người thay thế ông ta cũng đã bị tiêu diệt. Ông Galan không cung cấp thêm chi tiết nào, nhưng theo ông, hiện nay trong Hezbollah không còn ai đưa ra quyết định không còn ai hành động. Thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích hôm 27 tháng 9 của Israel nhằm vào khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban, khiến sự chú ý chuyển sang nhân vật được coi là người kế nhiệm, ông Hassan Safieddin. Tuy nhiên, sau các cuộc không kích của Israel cũng vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, thì kể từ ngày 4 tháng 10, dù Hezbollah chưa xác nhận nhưng đã có đồn đoán rằng ông Safieddin đã thiệt mạng. Ít nhất 9 binh sĩ Colombia đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng chất nổ ở khu đô thị Santa Rosa del Sur thuộc tỉnh Bolivar trên bờ biển Caribe của Colombia ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương. Vụ nổ bom xảy ra khi lực lượng đặc nhiệm của quân đội Colombia đang tiến hành loạt hoạt động quân sự chống lại các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực này. Trưởng cơ quan an ninh tỉnh Bolivar, ông Manuel Berrio cho biết, Băng nhóm tội phạm đã ném vật liệu nổ vào nhóm binh sĩ và một chú chó nghiệp vụ đã thiệt mạng khi thực hiện hoạt động giả phá bom mìn. Quân đội Colombia khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức tội phạm và bảo vệ cộng đồng bất chấp các cuộc tấn công. Santa Rosa del Sur là khu vực thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ giữa nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia và gia tộc vùng vịnh bằng nhóm buôn bán ma túy khét tiếng nhất ở Colombia. Đây là khu vực khai thác mỏ, đồng thời là hành lang dẫn tới Venezuela và thường được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, trong đó có buôn bán ma túy thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube thế giới nghiêng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại